Rồi con xin chào cô chú, con chào cả nhà. Con chúc cô chú cả nhà thật nhiều sức khỏe. À, giờ tối rồi mà con chúc buổi sáng nó cũng hơi kỳ cô chú ơi. Thì chuẩn bị tới giờ đi ngủ cô chú. Tắt hết đèn. Anh rạ với chân à. Giờ đi đâu anh cũng đi theo đó. Vậy, dậy lên ngủ không? Năn nỉ đi. Năn nỉ đi. Năn nỉ đi lên cho lên ngủ. Nó sợ con bỏ con nhớ. Lên nha. Ok ơi. Xây đít lại hả? Xây đít lại cho ông. Sao? Đi không? Đây ổng lên. Xây đít lại, xây đít lại thế đó. Xây đít lại, xây đít lại. Ảnh đi được có ba bậc à cô chú ơi, ảnh không có đi được nhiều, ảnh đi nhiều là ảnh không dám, ảnh nhát lắm. Rồi vô cào cửa nó chứ, vô sao vô á hả? Sướng quá mà sợ chị hai bỏ mà đúng không? Ôi, ok ơi kia ơi, sợ bị bỏ hả? Sợ bị bỏ hả? Bắt tay coi, bắt tay, bắt tay. Mẹ con mới tỉa lông chân mua chú cho nó sạch á. Ok bác ơi, này giờ quá nhìn như cái bàn à. Mai tắm cho. Dễ thương chú cũng nhỏ xíu nằm cái đó. Một góc nho nhỏ của Lucky. Dạ cô chú à, mẹ con tắm cho em để đón bạn mới nè cô chú, chứ nó không để cái người giống như cái bang ra đón bạn về kỳ cục quá. Tính ra là nhờ có mấy cái xe mà mấy chân của em có khỏe lên á. Mẹ con nhỏ mắt cho Bella đi luôn chứ. Nó Bella mắt của mấy đứa nhà con nó hơi bị sưng. Xe nhỏ mắt mà cái thuốc này nó hay lắm, chú nhỏ xong nó hết liền à. Giỡn nè. Mũi mũi cũng bị luôn hả? Mũi trời ơi, tự nhiên cắn tay chị hai là đau biết rồi. Trời ơi ngàn này cái chứ. Trời ơi trời trời trời, tự nhiên quất vô mặt anh Long Hải à, kỳ kỳ quá nha. Cặp ăn tem không người chú đó đó đó, cặp ăn tem kìa, nhìn như người bắt sống nè.
chơi mình xoay xung quanh cái cầu ống. Con lau phòng của chú, lau phòng cho mấy em. Lau phòng cho mấy em. Bé vàng thì nó xuống dưới nhà dưới nó chơi rồi. Con thấy em nó đòi quá không cho em nó xuống dưới nhà dưới nó chơi rồi. Còn có mấy em này thôi. Con mới vừa quét sạch sẽ xong giờ con lau. Có từ ngày con ba con làm cửa kia mở thoáng ra cái phòng nó cũng mau khô lắm cô chú. Nhưng mà nó cũng bụi dữ lắm luôn. Do tại vì cái xóm con có xe tải cứ chạy vô hoài cô chú nên là bụi nhiều lắm. Thôi là nó cũng có cây xanh cao quá, chứ không nó còn bụi hơn rất là nhiều nữa. Chị Tài, chị Tài vậy. Chị Tài ơi. Lâm ơi. Lâm ơi. Lâm ơi. Lâm. Lâm ơi. Lâm ơi. Anh này sao đây? Ăn hiếp ú nè. Lâm ơi. Con yên tĩnh nhất, không chơi với ai hết. Nhưng mà nằm ngoài đây mát hơn cô Ly ha. Không thèm chơi ha cô Ly. Trời ơi. Sao hả? Ly đẹp trai. Cô bảo gì? Khoan quá, trời khoan quá. Con vẫn phải lao ngoài đây, chú quét rồi lao ngoài đây cho cái tân nó mát cho mấy em nó nằm, chú cái này nó sạch nữa. Ly nó khá là khó chịu khi con phải lao như vậy. Đừng nằm, sợ không? Chú coi hay đó, ăn ở ghẹo nhau xong rồi bà cô Ly đó bắt chửi thì sao. Lát bơ nó khùng lên nó quánh con rồi cô Ly ơi. Kiếm cái thuyền ghê đó cô chú, hiếm lắm mới nghe được tiếng của cô Ly đó cô chú ơi. Mình như muốn làm bạn với bé bơ mà bé bơ không chịu hay sao đó con không biết nữa. Kìa, lần nữa ra ghẹo bơ kìa, thằng bơ nó không chịu. Cô Ly rất là thích chơi với bé úi với bé bơ. Cô Ly á, trong phòng chỉ sợ đúng mỏ bé Lượm thôi chứ không sợ ai chú ơi. Sợ đúng mỏ bé Lượm thôi à. Khi Tài nó cũng đánh luôn, đen đánh, sợ bé Lượm thôi. Bé Lượm lại cao quá mà bé Lượm không có sợ ai đâu. Không kêu ghé mà chú kêu xuống chơi đó mà bà mơ có đâu có thèm đâu. Ghẹo người ta. Thôi đừng coi coi. Kêu thích người ta. Người ta không thích mà lì ghê luôn. Thò tay xuống ghẹo. Có tay qua thiệt không. Ghẹo rồi ghẹo. Không biết nói gì nữa chứ con hiểu không chơi. Bẩu với anh chị Tài nó đang ngồi xem tập nữa chứ. Giờ cái gì bơ nó đâu có thèm con đâu, nó giống như con trầm cảm vậy đó, nó ăn rồi nó ngủ không mà con chơi với nó không được đâu cô Ly ơi. Con mà chơi gì đó không biết nữa,
Cả diễn cu ly tính bé cu ly là dạng ngầm á, thích thích dở nhưng mà dạng mắc cỡ hay gì sao, ít thể hiện ra ngoài lắm. Nó trời ơi, ghét không? Không biết là muốn tỏ tình em bơ hay là sao, con cũng biết. Dạ con cũng xin phép video clip tại đây. Con cảm ơn cô chú cả nhà đã luôn yêu thương con và các bé và ủng hộ cho con và các bé. Cô chú yêu mến con, cho con xin nút nút like, nút đăng ký để ủng hộ cho kênh của con và các bé. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Mấy bữa nay kênh con cũng giảm lượt xem rất là nhiều, con cũng hơi buồn. Mà chắc do là tại vì tình hình Covid, cô chú cả nhà theo dõi tình hình dịch, với lại còn nhiều việc phải lo. Nên con rất là mong cô chú cả nhà vẫn tiếp tục ủng hộ cho con và các bé. Cảm ơn cô chú rất là nhiều.